Alo alo, hôm nay mình lại đi uống dạo tiếp đây. Lần này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách uống tóc mái nam đẹp như Hàn Quốc. Điều kiện đầu tiên để làm được kiểu tóc này á là mọi người phải để tóc mái dài nha, như vậy mới đủ tạo độ cong. Đầu tiên là mình sẽ chẻ ngôi tóc 7-3. Rồi sau đó là mình sẽ cuốn lô từ nửa đầu ra phía trước. Giờ thì mình sẽ hướng dẫn kỹ cho mọi người cách cuốn. Đầu tiên thì mình sẽ lấy một lượng tóc vừa đủ thôi, không nên nhiều quá. Rồi mình sẽ xịt cho ướt tóc. Tiếp theo mình sẽ dùng một tờ giấy lót ở phía dưới tóc. Rồi sau đó là mình sẽ chấm thuốc uống lên phía trên tóc. Mọi người lưu ý là mình nên quét đều tay và kỹ một chút nha, như thế thì thuốc nó mới thấm vào tóc được. Rồi bây giờ mình sẽ xếp tờ giấy lại, sau đó là dùng lô để quấn tóc lên. Do phần tóc này gần với lại trán cho nên là mình sẽ dùng cái lô nhỏ hơn. Xong phần bên 7 thì mình sẽ tiếp tục thao tác như vậy cho phần bên 3. Ở đây phần tóc 7 thì mình sử dụng 6 ống, còn phần tóc 3 thì mình dùng 2 ống. Sau 30 phút thì mình bắt đầu cho thuốc dập lên nha mọi người. Tiếp tục ủ tóc 30 phút nữa thì bây giờ mình gỡ ra. Lúc này thì mình thấy tóc nó xoăn nhẹ nhẹ rồi nè. Sau khi xả thì bây giờ sẽ vô sấy tóc. Mọi người lưu ý là mình vừa sấy mình vừa bóp cái sợi tóc lên nha, chứ mình đừng có kéo suông thẳng xuống. Đây là thành quả, tóc xoăn nhẹ nhẹ ở phần đuôi thôi, nhìn rất là tự nhiên. Với cách uống này thì mọi người có thể để hai kiểu tóc, một là mình sẽ để phủ xuống toàn bộ khuôn mặt, hoặc là mình sẽ cho tóc rẽ ra một tí ở cái phần đường dễ ngôi. Vlog của mình đến đây là kết thúc. Bye bye mọi người, chúc mọi người thành công.